Ông cười không? Đói rồi à? Thầy đói rồi. Thầy đói rồi à? Thầy đói rồi, chịu rồi. Anh cuối cùng. Tạm biệt các bạn. Em đi với tôi. Nói tiếng bạn sẽ đăng Xin nói sơ qua với cả nhà, bây giờ tình hình là sáng nay là dậy từ mờ sớm và quyết định đã đánh hết xong tất cả cứ điểm của 6 tỉnh Tây Bắc. Nói chung thì cái hiệu quả thì chưa biết như thế nào, nhưng mà trước mắt thì tổng kết là rất là nhiều. Thôi thì trưa nay đưa Bác Hồ ghé vào đây tí. Cái chỗ này thì chắc là cũng ai biết chỗ này đâu. Chỗ này thì chỉ những người mà lính ruột hồi xưa ở đây mới biết thôi. Báo cáo cả nhà, đây là khu ATK nhá. ATK có nghĩa là an toàn khu. Kể cả trong thời chiến chống Mỹ là sau này mà chiến tranh biên giới phía Bắc thì vẫn lấy đây là làm những cái an toàn khu. Đây là xã Quảng Phong của Quảng Nguyên, Cao Bằng. Thời Bác Hồ thì Bác Hồ cũng đã từng ở đây rồi. Rồi. Bây giờ thầy đang làm mì tôm. Mì tôm thịt hộp. Mà thầy dành dịp thầy bảo là tao hôm giờ ăn ít thì hôm nay tao ăn nhiều. Còn đây bác Văn Ròm. Bác đã bắt ốc suối. Cho nên là thôi bây giờ ăn xong thì cũng xin phép cả nhà là rút quân luôn. Chuyến đi coi như đã hoàn thành tâm nguyện và hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bỏ công sức ra đi thì cũng để mong là các gia đình liệt sĩ tìm được một cái niềm vui tối đa. Kết quả cuộc đi là đến nay là một tuần rồi. Nhưng mà may nhờ thì được nói thật là cũng quen thuộc địa hình rồi, là cũng tay lái, cũng cứng cáp, cho nên là cũng đã hoàn thành hết tất cả các tỉnh, huyện nào cũng tới, huyện nào trong 6 tỉnh phía Bắc đều tới hết. Và là xong nhiệm vụ rồi. Em mời cả nhà chiêm ngưỡng suối. Xin nói lại, đây là khu di tích an toàn khu. Nhưng mà chỗ này không mở mang lắm cho nên nhiều người cũng không biết. Nó thuộc xã Cao Phong của Quảng Uyên. Quảng Uyên, Cao Bằng. Đó. Đây là suối. Đây hồi xưa thì cách đây 35 năm trước thì khi mà Hùng Nga ở đây thì có cái bờ đá rất là đẹp. Nhưng mà sau bây giờ hỏi thăm thì người ta làm cái đường dây điện này, người ta múc đi mất rồi. Người ta múc mất cái tảng đá đấy mất rồi. Bây giờ chỉ còn mai trưa nay mấy thầy trò đường tăng vào đây làm mì tôm ăn đỡ, thực hiện đúng cách ly xã hội. Đó. Đây, cả nhà biết ốc này chưa ạ? Đây là ốc suối nhá, phải ốc đá nhá. Không phải ốc đá nhá. Đó. Dạ thôi, chế như này thôi. Chứ bác Minh Vĩnh ơi, bây giờ mà bỏ vào nồi mà đưa ra mà chia không cân là cũng mấy thầy trò là giành giật nhau là mệt lắm. Cho nên thôi, của ai phần nấy bỏ ra tô cho nó cân thôi. Đó thầy chia này, coi này, như này mà thầy còn chia này. Đó chứ bây giờ mà để vào nồi mà múc ra là thầy giành. Thầy bảo là bọn mày thì khỏe hơn bọn mày giành giật. Cho nên thôi mọi người một bát cho rồi cho nó xong. Ai cũng có phần hết. Đây là cái mỏ nước. Mỏ nước này dùng để ăn và sinh hoạt của người ta. Còn cái là cái suối. Mỏ nước này là mỏ nước ngầm từ ở trong ra. Nếu như ai mà sau này có điều kiện lên đây thì ghé thăm chỗ này. Đây gọi là ATK, tức là an toàn khu. Trong thời kỳ chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc thì đều lấy ở đây làm an toàn khu. Ông Thái Phương, ông làm nhanh mấy cái hồ sơ để về con đi tiếp với ông Thái Phương ơi. Làm nhanh cái hồ sơ Hà Tĩnh cho con gái về con đi liền á. Ông bạn nào ơi,
ông đứng đây này không nghe mẹ, cái mấy con cá máy mương nó rỉ ông xuống dưới đó, người ông nặng quá nó kéo xuống ấy. Thầy chào cả nhà, cả nhà vui vẻ mạnh khỏe. Đấy chung. Ê, bà lấy rêu rửa sạch, rêu bỏ vô làm rau. Rêu kia. Đó. Hái vô tôi ăn cho nó thường mà. Xin kính chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà mạnh khỏe nhá. Ôi, nó mất thầy.